Xin chào các bạn. Đến với video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm if let và cách kết hợp giữa hai hàm if let. Tôi có bảng danh sách cán bộ nhân viên gồm các cột dữ liệu, số thứ tự, mã nhân viên, họ và tên và phòng ban. Ở đây có ba yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là thiết lập cột số thứ tự. Yêu cầu thứ hai là lọc lấy tên quang trong phần mã nhân viên. Yêu cầu thứ ba là phân chia phòng ban theo thứ tự đã có trong mã nhân viên. Để làm được yêu cầu thứ nhất, ta sử dụng hàm if. Công thức của hàm if là if mở ngoặc biểu thức điều kiện chấm phẩy giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện đúng chấm phẩy giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện sai đóng ngoặc. Với yêu cầu thứ nhất tại ô F4, ta có công thức bằng if mở ngoặc G4 nếu nhận giá trị lớn hơn 0 thì sẽ có đánh số thứ tự thứ nhất, nếu không sẽ nhận ký tự trắng đúng không? Tiếp đến yêu cầu thứ hai, để làm được yêu cầu thứ hai, ta phải sử dụng hàm let. Công thức của hàm let là let mở ngoặc chuỗi ký tự chấm phẩy số ký tự cần trích ra từ chuỗi ký tự đóng ngoặc. Với yêu cầu thứ hai này, tại ô Y12, ta có công thức bằng let mở ngoặc OG12. Vì lấy tên quang có 5 ký tự nên đây sẽ là số 5 bằng mở ngoặc quang. Cuối cùng là yêu cầu thứ ba, ta cần sử dụng kết hợp hàm if và let. Bây giờ tôi sẽ thực hiện sẵn ngay trên bảng danh sách cán bộ nhân viên như sau. Tại ô D7, ta có công thức bằng if mở ngoặc let mở ngoặc ô B7 chấm phẩy lấy 2 ký tự nên sẽ là số 2 bằng GD mở ngoặc. Phòng giám đốc đối với các ô có ký tự GD đứng đầu, nếu không sẽ nhận giá trị là phòng hành chính ngoặc kết thúc. Ta có kết quả là phòng giám đốc tương ứng với ký tự hai ký tự đầu của mã nhân viên là ở đây. Kéo công thức xuống đến hết bảng, ta có ở phòng hành chính tương ứng với số ký tự HC. Trên đây là hai cách sử dụng hàm if là let và cách sử dụng kết hợp chúng với nhau. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.